nên mới đây thôi, tại sự kiện diễn ra tại Bangkok, Thái Lan thì Samsung đã chính thức trình làng chiếc Samsung Galaxy A80. Đặc biệt trong sự kiện này còn có khách mời đó là nhóm nhạc nổi tiếng đến từ Hàn Quốc Blackpink. Mặc dù mọi tin đồn trước đây đều nói rằng tên gọi của sản phẩm này là Galaxy A90, thế nhưng khi sự kiện ra mắt thì tên chính thức đó chính là Galaxy A80. Đây là smartphone cao cấp nhất thuộc dòng Galaxy A tính đến thời điểm hiện tại. Được trang bị một số công nghệ, ngay cả dòng máy Galaxy S hay Note cũng không có. Đương nhiên thì Samsung đã thiết kế Galaxy A80 như vậy là hoàn toàn có lý do của họ. Với cụm camera thỏa thuộc thì Samsung sẽ không cần cắt quét một phần màn hình của máy để dành chỗ cho camera nữa. Từ đó người dùng sẽ được trải nghiệm một màn hình chiếm trọn mặt trước nhưng toàn vẹn và không có tai thỏ. Samsung gọi màn hình này là New Infinity. Màn hình của Galaxy A80 có kích thước là 6,7 inch với độ phân giải là 1080x2400. Cùng với công nghệ Super AMOLED, hoàn toàn không tai thỏ. Và sản phẩm lần này của Samsung đã được tối ưu phần cầm khá mỏng, mang lại tổng thể vô cùng đẹp mắt. Với hệ thống camera thọt thụt và xoay lật thì Galaxy A80 đem đến trải nghiệm toàn màn hình đúng nghĩa, thậm chí còn tốt hơn cả chiếc flagship Galaxy S10 Plus. Với thông số kỹ thuật thì Galaxy A80 đều trang bị con chip Snapdragon 7150 với RAM là 8GB và bộ nhớ trong là 128GB. Như vậy thì Galaxy A80 có RAM và dung lượng bộ nhớ ngang bằng với Galaxy S10 và S10 Plus. Tuy nhiên, con chip lại yếu hơn một chút. Ngoài ra thì Galaxy A80 cũng có cảm biến vân tay dưới màn hình như là dạng quang học, không phải là siêu âm như Galaxy S10. Những thay đổi này là điều dễ hiểu do Galaxy A dù sao vẫn thuộc phân khúc thấp hơn là dòng Galaxy S. Galaxy A80 sở hữu cụm 3 camera có thể trượt lên và xoay 180 độ. Với camera chính độ phân giải là 48MP và khẩu độ là f2.0, camera góc siêu rộng Ultra Wide 80MP và khẩu độ là f2.2. Cùng với đó là cảm biến 3D TOF cho phép chụp live focus và thậm chí cả video. Viên pin của Galaxy A80 có dung lượng là 3700 mAh, đặc biệt là nhà sản xuất còn trang bị cho Galaxy A80 công nghệ pin thông minh với khả năng dự đoán được các ứng dụng người dùng sẽ dùng. Ví dụ như khi chụp ảnh, thiết bị đồng thời khởi động trên các nền tảng xã hội giúp cho người dùng không bị mất thời gian và năng lượng cho việc khởi động. Đặc biệt là nó là smartphone thứ hai của Samsung sau Galaxy S10 Plus 5G có khả năng sạc siêu nhanh với công suất lên tới là 25W. Một tin hơi buồn là mặc dù Galaxy A80 được trang bị cổng USB Type-C, thế nhưng lại không có jack cắm tai nghe. Bên cạnh đó thì cạnh viền của Galaxy A80 được làm bằng kim loại sẽ mang đến một cảm giác khá là sang trọng và nổi bật. Và Galaxy A80 có 3 phiên bản màu sắc là Phantom Black, Dan, Angel Gold và Gross White. Và giá bán của sản phẩm hiện tại sẽ rơi vào khoảng mức giá là 680 euro. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta cùng nhau đến với những thông tin mới nhất về chiếc Galaxy A80 được ra mắt của Samsung. Bạn đánh giá sao về sản phẩm này thì hãy cùng để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận cùng đuôi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Kinh tế Việt Nam, và nếu thấy video hay thì hãy like, share và subscribe kênh YouTube của Tạp chí Kinh tế Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!